Hello chị, xin được gửi lời chào của em Hoàng An đến tất cả chị khách hàng thân yêu gần xa và chào mừng tất cả anh chị đến với An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Ngày hôm nay em An sẽ lên sóng cập nhật nhanh cho chị những mẫu xe hạng C mới về và đã có sẵn tại siêu thị ô tô Bình Dương. Em An đang có K3, có Mazda 3, có Cerato, có Elantra, có thậm chí có cả Crew, chỉ có 299 triệu thôi. Tài chính chỉ từ 299 triệu đến 600 triệu là chị đã sở hữu mẫu xe nhà em An rồi. Xin chúc cả chị có những phút giây thật thư giãn thoải mái xem kênh của em An. Và em An sẽ giới thiệu ngay vào chiếc xe đầu tiên mới về. Hôm trước anh chị nào mua hụt chiếc màu trắng thì hôm nay em An đã về một chiếc màu đỏ Kia K3 2022 phiên bản 1.6 Bre. Và chiếc này của em An thì mới đi có 18.000 km thôi. 18.000 km thôi, xe rất là mới chị nhá. Được trang bị sẵn cảm biến trước sau. Thiết kế của K3 là một mẫu hạng xe thiết kế rất là đẹp, trẻ trung, hiện đại và bắt mắt. So với Mazda 3, so với Elantra hay là Civic thì Kia K3 có mức giá hợp lý hơn. Nên là anh chị nào mình đang quan tâm với một chiếc xe đời cao lướt như thế này, lấy ngay em này cho em An, tất cả mâm vỏ là theo xe. Phần lóc xe thì chủ xe họ đã dán đầy can đen rồi. Thiết kế phần đuôi sau cũng là một cái dây led rất là ấn tượng đúng không ạ? Cảm biến sau, xe thì bên em An cũng mới về thôi. Bên em thì hiện tại thì bên em An sẽ khi mà quay thì em An cũng sẽ chia biển lại để đảm bảo cái tính bí mật cho chủ xe. Nhưng mà khi mà chị mua xe thì bên em An sẽ hỗ trợ cho chị xem xe nhé, xem biển số luôn. Rất là mong chị thông cảm cho em An. Tất cả dàn lốp theo xe, siêu ly lông cũng rất là nhiều này. Chiếc này mới đi có 18.000 thôi, nên là thực sự là cái số km nó rất là ít. Bên em thì cam kết cho chị về đâm đúc kích cũng như là km nhá, nguyên bản cho chị luôn. K3 là xe mới về luôn chị nhá. Bản này sẽ có nhớ ghế này, hai vị trí này. Nội thất của bản Bre sẽ là tông màu đỏ đen đấy chị nhá. Xe rất là mới, bên em An vừa về luôn, đúng 18.000. Mọi thứ là nguyên bản. Bản Bre sẽ có nhớ ghế hai vị trí chị nhá, logo mới rồi. Cuối 2021 thì nó sẽ ra logo mới chị ạ. Và mức giá bên em An đang niêm yết ở mẫu K3 này, 1.6 Bre 2022 này là 595 triệu chị nhá. 595 triệu đây. Cho chị tham quan qua phần động cơ này. Động cơ của K3 là 1.6 thì mức tiêu nhiên liệu dao động khoảng 7 đến 8 lít đấy chị nhá. Đấy. Đây, máy móc là zin nguyên bản nhé. Đây là chất xe mà em An chưa dọn, nhưng mà thực ra với một chiếc xe lướt thì thực sự là cái điều mà làm đẹp nó rất là dễ dàng rồi. Nó rất là đơn giản rồi. Vì nó xe nó quá mới rồi chị nhá. 595 triệu đồng. Và cũng là mức giá này thì anh chị sẽ mua được một chiếc xe bản luxury, chiếc Mazda 3 bên cạnh. Mazda 3 2022 màu trắng, rất đẹp đúng không ạ? Màu trắng cũng rất là đẹp. Mazda 3 thì hiện tại em An đang còn một chiếc màu trắng 18 ở dưới kia nữa. Đấy. 2022 luxury. Thiết kế của Mazda 3 cũng rất đẹp mắt và trẻ trung đúng không ạ? Nên là nhiều chị cũng hỏi em An là Mazda hay là Kia thì dòng nào chạy ngon. Cá nhân em An đánh giá thì nó theo sở thích của anh chị thôi. Đấy, Mazda thì cái đầu nó khá là dài nên là không gian nội thất bên trong nó hơi chật một chút, nhưng về thiết kế, cảm giác lái hay là mức tiêu nhiên liệu thì Mazda 3 em An nghĩ rằng sẽ nhỉnh hơn so với Kia K3 chứ nhá. Đây, động cơ 1.5 đây. Xe này thì em An đã sở 3 rồi. 1.5 luxury. 2022 và mức giá hiện tại đang là 599 triệu đồng. Mức giá nó cũng rất là sát nhau. Xe này thì cũng mới đi có 21.000 thôi chị ạ. Đèn là đèn led full nhá. Rất nhiều anh chị thích cái form mới này. Cuối 20 thì bắt đầu ra Mazda 3 ra cái form này. Form này thì nhiều anh chị thích lắm. Đấy. 2022 luxury nhá, đèn led này. Dòng này thì mâm vỏ vẫn là theo xe, mâm xám chì. Rất là ok luôn, màu trắng cũng là cái màu cực kỳ đẹp. Thật ra thì các dòng xe thì màu trắng, màu đỏ bao giờ nó cũng là những cái dòng cái màu mà thông dụng nhất mà khách hàng lựa chọn nhiều. Với chiếc xe này 599 thì anh chị bỏ trước Yaman khoảng 200 triệu là anh chị vay được rồi. Thiết kế của M3 đây. Đây là bản luxury chị ạ. Bản luxury thì nó sẽ ít option hơn so với bản Bre. Bản Bre thì có hắt kính và cửa sổ trời. Bản này thì vẫn được trang bị sẵn cho chị như là ghế da và ghế điện chị nhá. Đấy. Dàn lốp là theo xe sơ cua chưa lăn. Nói chung là mấy bữa nay em An về được mấy cái dòng xe rất là đẹp để phục vụ anh chị nhá. M3 luxury 2022. Xe mới đi có 17.000 km thôi. 21.000 km thôi, rất là mới. Đấy. Cực kỳ là mới luôn. Đây cho chị tham quan nội thất này. Ok. Đây cho chị tham quan nội thất. Rất mới luôn. Ghế da zin như ghế điện nhá. 21.000 và mức giá đang là 599 triệu đồng.
599 cho chiếc Mazda 3 Luxury 2022 này. Được chưa? Tiếp tục sang một chiếc xe mà hiện tại Mazda có mức giá giảm 10 triệu nhá. Kia Cerato. Kia Cerato 2020 bản 2.0 Bre. Và chiếc này của Mazda thì mới đang lăn bánh đúng 38.000 km thôi. Xe thì thật ra là đã về chút rồi, nhưng mà hôm nay thì Mazda mới sờ ba xong, dọn dẹp xong, calamen cho 900.000 đồng. So với K3 thì Cerato mẫu này thì nó nam tính hơn, nó mạnh mẽ hơn đúng không ạ? Đấy, mới được trang bị cho chị cảm biến trước sau. 2020 bản 2.0 Bre chị nhá. 38.000 km nên là xe thì cũng rất là mới, rất là mới. Đấy. Mức giá Beaman đang chào bán là 528, Beaman để chị 518 triệu trên video ngày hôm nay. 518 triệu chị nhá. Vẫn làm banh được. Còn như là những cái mẫu hạng C thì đời cao thì đời 18, 19 trở lên là Beaman có làm được nhá. Và giá trị xe là trên 300 triệu là làm được cho chị. Đấy. Đây. Nội thất của em này sẽ là tông màu đỏ đen anh chị ạ. Kia K3, Kia Cerato 2020 2.0. Đấy. Rất là giống với K3 bản Bre đúng không ạ? Thật ra thì nó không có khác gì nhiều đâu ạ. Đấy. Nhưng mà Cerato ở mẫu này thì bản này sẽ không có nhớ ghế nhá chị nhá. Đấy. Giá như Cerato và K3 có thêm cho mình một cái thắng tay điện tử thì đều tuyệt vời đúng không chị? Đấy. Đây phần đuôi sau vẫn là dây led này. Đây. Đấy. Cốp rất là rộng đúng không ạ? Với hạng C thì rất là rộng rồi, đồ nghề đầy đủ nhá anh chị nhá. Đó. 518 cho chiếc Kia Cerato này. Đây chúng ta đi quay đây, Aman đang có Elantra để phục vụ anh chị này. Elantra Cru Mazda 3. Đây. Elantra này thì hiện tại em ăn làm một chiếc bản 2.0 2020 và bên em đang còn một chiếc màu đỏ 1.6 nữa, mới đi có 11.000 cây thôi. Em này của em ăn thì đang chạy là 65.000, chủ xe đã sơn mâm này. Ở bản 2.0 này thì sẽ được trang bị mâm lớn hơn mâm phay và có đèn pha công nghệ projector nhá. Nó rất là sáng. Nếu mà chị muốn về mâm nguyên bản thì em ăn sẽ hỗ trợ về mâm nguyên bản cho chị nhá. Chiếc này là 528 triệu và trên video hôm nay thì em ăn cũng giảm cho chị 10 triệu. Còn 518 triệu cho em Elantra 2.0 2020 này. Đèn hậu led này. Chủ xe thì nhấn nhá thì với đuôi gió này. Cái này thì có thể làm lại xử lý cho chị được. Mâm nó sơn rồi chị nhá. Lên dàn ghế. Lên dàn ghế rồi. Ok. Elantra 2020. Xe cả lên cả màn hình ZTEC luôn cho chị luôn. Lên màn hình ZTEC luôn chị nhá. Đấy. Ok. 528 triệu để chị 518. Tiếp theo ở đây Aman đang có một chiếc xe hạng C giá rẻ này. Cru chỉ có 299 triệu thôi là chị tiếp cận được một em Chevrolet Cru đây rồi. Thực sự đây là một cái dòng xe mà nói vui là ngon bổ rẻ đúng nghĩa luôn chị nhá. Một chiếc xe đậm chất đầm chắc thương hiệu Mỹ. Tất nhiên là dòng xe này thì hiện tại hơi kén khách một chút nên là tầm giá thì cực kỳ hợp lý. Em này sẽ dành cho anh chị nào thích trải nghiệm, thích tầm giá vừa phải nhưng mà muốn kiếm một chiếc hạng C chạy nó còn ngon, đầm chắc thì lấy em này cho em ăn. Chiếc này của em ăn đang có mức giá là 299 triệu. Chủ xe đã sơn mâm đen rồi. Đi đúng 58.000 nhé, 1.6 số sàn. 1.6 số sàn 2017 Cru. Rồi. Nội thất nguyên bản anh chị nhá, nội thất nguyên bản 2017. Ok. Đấy. Kia K3 trắng này thì mới về đóng ngoài cửa em ạ. Ok, 299 đấy chị ạ. Kia K3 này mới về là chốt luôn này chị ạ. K3 22 con này mới đi có mười mấy ngàn về là cái là bên em ăn chốt luôn. K3 22 màu trắng nhá. Em ăn lại về tiếp một chiếc màu đỏ để phục vụ chị. Đây, ở đây thì em ăn đang còn một chiếc Mazda 3 nữa chị này, một chiếc Mazda 3 2018 anh chị nhá. 2018 sedan 2 đầu. Sedan 2 đầu em này thì đi 60.000. Chủ xe đã lên mâm này, lên màn hình cam 360 sẵn cho chị rồi. Cho chiếc Mazda 3 này 2018 lên cam 360 rồi chị, 60.000 km. Mức giá bán đang là 458 triệu, 458 anh chị ạ. Em ăn thì còn hạng A, B, C, D, nói chung rất là nhiều. Trong video hôm nay thì em ăn sẽ
tập trung giới thiệu cho chị những mẫu xe sedan hạng C để chị mình cập nhật được những dòng xe hạng C nhà Man. Option hạng C để nó nhiều hơn. Tầm giá thì loanh quanh 299 triệu đến 600 triệu là chị tiếp cận rồi đúng không ạ? Cũng rất là hợp lý. Đấy. Ok. Ok. Đấy, Lê Cam 360 chị nhá. Anh chị nào mình cần video anh chị báo em ạ, em sẽ gửi video chi tiết cho chị này. Đấy, cần video chi tiết anh chị báo em ạ, sẽ gửi cho anh chị hình ảnh luôn. Đây một chiếc hạng C cuối cùng trong video ngày hôm nay, đó là một chiếc Kia Cerato rất đẹp anh chị ạ. Xe này mới đi có hơn 5 vạn thôi, siêu mới luôn. 2017 số sàn. Nhưng mà chiếc này của em ạ thì được cái mâm xoắn anh chị ạ, mâm xoắn ghế mũi xả không dây. Nó giống như số tự động và phải cuối 17 thì mới ra cái mâm này. Đầu 17 vẫn là mâm cũ nhá. Em này có mất cái lắp chùm là em đang đặt rồi. Chủ xe lên 4 lốp mới tinh, vẫn còn 4 lốp cũ theo xe, nhưng mà nó không có xài được, nó xấu rồi, nó kém rồi. Xe này đi đúng đồng hồ là 53.000 này chị, ghế mũi này. Và chị thấy nội thất nó còn mới tinh nhá. Đấy, lót sàn đầy đủ hết cho chị luôn. Số sàn 6 cấp, có sạc không dây đầy đủ hết cho chị. Kia Cerato 2017 số sàn. Chỉ có 359 triệu đồng thôi. Là chị đã tiếp cận mẫu xe này nhà Man đăng kiểm 1 đến tháng 6 2025 cho chiếc Kia Cerato này. Rất là vừa tiền này anh chị này. Đấy, chủ xe đã lên phim cách nhiệt, chén cửa rồi, ốp đèn đầy đủ hết rồi chị nhá. Đấy. Biển 60 Đồng Nai. Đấy, xe thì anh em đang dọn này. Đấy. Ok, làm cách âm luôn đi chị ạ. Em phải làm cách âm luôn rồi. 359 triệu chị nhá. Rồi anh chị ơi, em An vừa gửi đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu của em An bộ sưu tập những mẫu xe hạng C đang có sẵn tại showroom nhà Man siêu thị ô tô Bình Dương trong ngày hôm nay. Và chị yêu thích quan tâm về mẫu xe nào thì hãy lên trực tiếp cửa nhà Man siêu thị ô tô Bình Dương số 1968 ngã ba xã đường DT743B khu phố Đông Tân Dĩ An Bình Dương để xem xe. Chị em một lưỡi cảm ơn chị rất nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi hết video của Man. Xin chào và gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.